tứ hướng luôn. Vâng, nào là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội. Rồi ông Bung Cappuccino này, ông ở đâu đây? Hay ông ở trên Lào Cai thì vui. Xiang, Min Wan, Xiang và Cho Son. À, BB là người cầm Cho Son. Vâng, BB cầm Cho Son rồi. Mối lo ngại và đã bắt đầu được chút bỏ cái nặng một chút xíu thôi. Liệu Cho Son này cân một nhà bên này thì tươi. Đây là Min Wan của cầu thủ Hồng Anh. Summer của núi. Vâng, sắp xếp là hai cung trong cánh được rồi, có Max C. Vâng, có khoảng Max C AC. Vâng, AC của cầu thủ vâng Chip Boy. Vâng, liệu thế thì Hồng Anh liệu có phải dâng L không cho Chip Boy không, hay là Hồng Anh sẽ là người vâng đánh cung đầu cánh để cho Chip Boy, à để cho Chip Boy là người đánh cung đầu cánh để cho cầu thủ Hồng Anh là người đánh cung A. Cân bản đồ. Đội bạn có hai Xiang, Xiang của Phi Thường và Xiang của Bông Cappuccino. Thế thì cũng được, khi mà game thủ Phi Thường là người chủ lực cũng tương đối cứng. Còn Bông Cappuccino thì khả năng tôi nghĩ đánh chém rồi. Một bài của game thủ Hồng Anh là tương đối đẹp, tôi bạn đấy là bài 7 hiệu 5 mà đôi gọi thấy từ rất sớm. Bây giờ thì lùa về thôi. Vâng, bắt đầu lùa bài hiệu đấy, không lùa về. Vậy khả năng đóng hết ăn bài vàng ấy rồi. Bài hơi xấu, bài này rất khó đánh cung A. Vâng, bài này đánh cung A thì tương đối mệt khi mà nhà vâng lòng hoàng cái này người ta lướt hai vòng cung thì người ta kin cho thì mệt. Đây là của ô vâng núi. Vâng núi đánh như hack phi một phát cho hai con voi này và câu voi về. Vài summer cũng đã thấy hai voi rồi. Vâng, cái thế bài này thì không biết ai sẽ người cầm chủ lực chính trong cái chuỗi game TV trong trận đấu này đây. Thế bài của núi cũng không phải là bài quá đẹp, là cây hoa voi cứ thong thả thôi, không việc gì phải vội vàng câu hoa voi gì. Thế bài nhà núi cũng không phải là quá đẹp. Vâng, nhà này mà bị người ta móc máy cho thì cũng đến khổ. Đây là cái thủ nó một bài đã ít nhất thôi cái bốn con voi rồi. Bài cái thủ Max C đã có bốn voi gần sát nhà, hai con voi từ xa đã được cái thủ nó một câu về từ rất sớm. Bài bốn voi xem thủ nó một ép đời thế nào nào, liệu có quả phụ gì chưa. Vâng, hiểu sắp ép tường tôi kệ nó đi. Vâng, bên này thì Summer của núi cũng đã bắt đầu câu con voi thứ hai về. Chip Boy có voi, tất cả các nhà đều có voi rồi. Đúng vậy, vâng, tất cả các nhà đều có voi. Vâng, đây là team thủ Chip Boy. Vâng, Chip Boy cũng đã có cái hốc của mình rồi, bắt đầu chọn cho mình cái hốc này và có ít nhất 3 con voi. Tôi mới nhìn thấy lác đác có 3 con voi dành cho game thủ Chip Boy trong trận đấu này. Vâng, xem máy mình, máy game thủ nó 1 xem nó tứ tượng về nhà xem game thủ nó 1 ép đời có tốt được không nào. Vâng, tứ tượng đã nằm sát đấy. Vâng, lục tượng rồi. Một bài mà Max C có tới 6 con voi. Vâng, bài này đánh ngay 2 dân thôi. Vâng, không quả phụ thì đánh ngay 2 dân thôi. À, có quả phụ. Không còn gì nói. 6 voi, hiêu và quả phụ sát nhà. Kinh khủng. Xem game thủ No 1 trận này đánh như thế nào nào. Vâng, khung nhà không. Vâng, khung một mình cái hốc. 7-16 với 23 nông dân của Max C. Vâng, trong cái hốc 6 giờ kia mà nó có bãi vàng thì đúng là cái thủ 1-1 Bắc Bình luôn. 24 dân là của cái thủ Vô Thường. Vô Thường cầm Xiang và Bông Cappuccino cầm Xiang. Vậy thì liệu game thủ màu... Vâng, liệu thì bên kia có một Min Wan thì có người ưu tiên đánh cô không? 24, tôi thấy hai Xiang. Xiang của màu 5 và màu 7. Không, Xiang của màu 5 và màu 7 đều là những người mới có 24 dân thôi. Thế tôi nghĩ như không phải rồi. Đáng tiếc như No1 trận đấu này là một vàng của thủ No1 em chỉ là trồi ra ngoài. Chứ quả đấy mà thụt vào trong cái phía 6 giờ kia. Không biết phía 6 giờ kia là bãi vàng hay bãi gỗ kia. À, bãi vàng hay bãi đá tôi nhìn thấy chấm chấm trên kia nhưng không thể để ý được. Hốc của cầu thủ Chip Boy là tương đối đẹp, rất nhiều rừng. Vâng, có thể bo bế được và trong đây có thể hoàn toàn có thể vẽ ruộng. Min Wan, vâng, Min Wan của Hồng Anh đang có ý đồ muốn đánh cung trong trận đấu này rồi. Yes.
Vâng, tôi đang hình như đang thấy bóng dáng của ông thủ Hồng Anh là em sẽ người đánh đánh cùng trong trận đấu này rồi. Đúng rồi, một bài mà hai voi hươu năm và quả phu này rất có thể em sẽ đánh 26 giờ và đánh cùng, chuẩn là đánh cùng rồi. Thế thì Chip Boy sẽ phải người một vâng đánh cùng đầu cánh, giữ giữ cánh tốt. Rất nhiều voi của ông thủ vâng đầu một đóng cái bên hơi tùy tiện tí thôi. Phương liệu dưới 6 giờ kia có phải là bãi vàng không? Vâng, các bạn thấy là khả năng cân đối từ gỗ thủ nó buộc vẫn đang tương đối tốt. Vâng, gỗ đã sắp đủ rồi và thực cũng đang dồn lên tương đối nhanh. Ồ, không, vâng thì là lên đời rồi, nhầm, không, đấy chỉ là bãi đá. Một bài kích sang 10 thật, một mình Max xe lên đời thôi. Hai xem kia làm cái trò gì vậy? Hai xem kia khả năng liệu phải trong cánh hết không, nhưng mà đến giờ này tôi vẫn thấy chưa lên đời. Một bài kích đầu 10 của game thủ No 1 ép đời vẫn hơi xịt. Đúng là không phải là vâng không phải là bài nhiều voi mà có thể ép sớm được. Hai xiang, một xiang một cho son lên đời. Thế xiang của tay coi làm trò gì? Một xiang của game thủ tay coi làm trò gì khi mà bây giờ chỉ có vô thường và BB lên đời thôi. Kích vòng 10-10 luôn. Đúng bài 10-10 với 23 nông dân của Maxe. Bài 6 voi và quả phụ lực lên đời là rất khỏe dành cho game thủ No 1. Bãi vàng đôi cơ. Không sao, thông thả ăn thôi. Và dâng dân đi. Vâng, dâng dân đi. Tuy nhiên phải là có hai y công là cái đầu tiên đã. Còn y thủ tính sau. Vâng, y thủ thì khỏe tính sau. Lại ra ruộng ư? Sao lại phải ra ruộng trong cái bài này? Vâng, rất nhiều lực ăn hoàng của cầu thủ Chip Boy trận đấu này luôn. Kích đời 3 xong em còn nguyên một bãi quả phụ. Hồng Anh 11:30. Núi cũng vâng, núi chưa lên đời. Thôi xem đầu 1 thôi. Đúng đầu 1 gặp luôn cầu thủ Min Oan. Min Oan bây giờ mới đóng nhà điều kiện. Min Oan bây giờ mới đóng nhà điều kiện. Vui. Min Oan đầu kèn đánh cung vào 12 phút kích đời. Hồng Anh bịp à? Vậy thì ai là người dâng ra ngoài đây? Vâng, đánh kiểu gì mà Miu ăn đầu cánh 12 phút mà vẫn đánh cung. No 1 phải có đến 3 tuần chém thì may lắm thì game thủ bông cappuccino có thể lên đời. Tôi nghĩ là chọc vào trong cánh sớm thì tươi hơn là việc chọc ngoài cánh làm gì. Thôi đi. Thôi chết con giò. Tù vãi chày. Tên là Max C. À, cho Son của BB là người dâng lờ chéo cánh. À, dâng lờ cho cái thủ bông đánh cung rồi. Hay bài. Vâng, Chip Boy vẫn đang thủ nhà được. Vẫn chưa bị công gì. Vẫn chưa bị công quá cắt vào cái nhà này. Lực của thủ Chip Boy lên đời là rất rất khỏe. Các bạn thấy là như vậy. Cái ốc phải nói là quá tuyệt vời dành cho em luôn. Bên này là Hồng Anh. Quay lên đời, Minh Oan có khỏe nổi không? Lực của thủ Chip Boy là rất rất khỏe, bạn thấy là như vậy. Đây là game thủ núi. Vâng, game thủ màu sáng ánh như bịp vậy. Vâng, các bạn thấy là không thể hiểu nổi cái này kiểu gì. Vâng, cứ tân cứ tơ hơi là vậy. Cởi ra luôn. Vâng, sexy luôn, cứ thoải mái. Vâng, kệ cho game thủ nó một muốn chém sao chém, chẳng thèm chạy dần luôn. Không thèm chạy luôn, các bạn thấy là không một động tĩnh nào chạy dần trong trận đấu này cả. Đánh kiểu gì? Thế để cho hai xe đánh nhau à? Không thèm chạy và cũng chả chạy được trong trận đấu này. Bây giờ thì BB vẫn đang bóc máy vào nhà bãi gỗ của game thủ No 1. Cánh này thì game thủ No 1 vẫn đang cân tươi nên có y. Thế chạy bên đội bạn sẽ có một cái nhà vâng một nhà lên cung A trong trận đấu này. Chết giò rồi. Và đẩy tân gôn đầu tiên của tổ Chip Boy đi. Vâng, đẩy luôn tân gôn vào bắn được rất nhiều đô dân của tổ Siang. Vâng, Siang đánh chém lên đời kiểu gì đấy? Hồng Anh cũng đang tương đối khổ. Không biết là Hồng Anh bị Siang chém vào hay ai chém vào đây. Đây là Chip Boy đã đẩy tân gôn đầu tiên đi. Đang bị xe của ông thủ 7 đi vào nhưng không sao, lực của em vẫn là tương đối khỏe. Một vài con đặc đà này nó không ảnh hưởng quá nhiều.
đây là cái thủ nô 1 mới chỉ chém với nhà Minwan thôi, vẫn đang đi rất tốt với nhà thủ Minwan này, nhưng bên trong cánh vẫn chưa đài điều tí nào. Vậy thì Phi Thường sẽ là người lên cung A. Vâng, tôi dòng cá là như vậy. Vâng, Phi Thường là người cầu sen sẽ người lên cung A để tránh cái việc bị bắt Ceremi thì phải. Hay là cái thủ màu 6 sẽ người chạy sang nhà cái thủ Phi Thường xe A. Màu 6 vẫn chưa có bánh xe trong trận đấu này. Không hiểu cái thủ màu 6 làm cái trò gì. Đến phút thứ 19 rồi. Đây, phải đẩy tân cung đầu tiên đi. Vâng, Chip Boy đẩy tân cung đầu tiên và bắn rất nhiều dòng dân sen của cái thủ tài còi rồi. Tham xém liệu có lượt được một tên không. Cánh này là 1618, thế cánh kia là hình như 2 giờ là đủ Phi Thường rồi. 4 xịch. Núi vẫn vậy. Núi vẫn chưa thể nhìn thấy nhà khi bị BB đi quá gắt toàn. Thế lối đánh của BB nó rất khó chịu. Còn giỏ cầu thủ chọc vào nhà Maxe, còn toàn bộ chém sang đi nhà Cung Summer trong cánh. Mà tôi vẫn lọt được một tên chém vào. Thôi, sang đây là Hồng Anh. Đây là cái thủ No 1, liệu có đâm mi không? Sang Vô Thường đi xem nào. Vô Thường sẽ liệu Vô Thường có lên cung A không? Bây giờ cung A 1 hai áo đã sinh ra. Cung A hai áo của cái thủ Vâng Bông Campuchino đã sinh ra. Vâng lại fit dân tập nữa. Không nghĩ mà cái thủ Bông này đánh hơi ảo. Fit dân liên tục. Xém 4 chưa? Nâng đào vàng chưa? 5 xịch là của ông thủ Chip Boy đẩy bung hẳn cái thủ xe này đi. Vâng, sao Phi Thường điểm số lại cao? Vâng, Phi Thường điểm số lại lên gần 3 lít mà điểm cao gần nhất bản đồ là làm sao? Bi bông, à đây là cái thủ BB. BB các bạn thấy là một vài đánh dâng lờ hay đánh lờ tại nhà đây. Mà còn khung nhà thế này, các bạn thấy là lối đánh của ông thủ BB vẫn đang tương đối tốt. Dâng lờ còn khung nhà ra ruộng. 5 xịch là của Hồng Anh. Hồng Anh bây giờ tôi nghĩ là em nên sóc dân đi. Vâng, bây giờ là phải thế trận là sóc dân hơn. Khi bây giờ thì đội bạn là hình như nó phế hoàn toàn rồi. Hai xe nó không còn cái tác dụng gì trên bản đồ của tài còi. Còn cái thủ màu 6 nó phế hẳn. Còn BB cho son thì bằng đấy cùng là thoải mái đỡ rồi. 61 dân nữa. Ê, tôi nhìn nhầm. Vâng, thế trận này phải sóc dân. Cứ tham sóc châu quân và đẩy lẻ tẻ cung A này thì không thể được. Lại dừng lại một tên. Tham Lai mình đang Tham Lai cân rồi. Xe của Vô Thường là to nhất bản đồ. Tham Lai Vô Thường khoảng tầm 8x. 64 dân chặt. Các bạn thấy là lối đánh kinh khủng khiếp. Vâng, không ai, không có ai là gì luôn. Còn những cái thủ trẻ xem vâng, bên phía game TV không ra gì. Phút thứ 33 thì em Vô Thường sóc lên tới 85 dân. Còn bây giờ phút thứ 22, phút thứ 23 Vô Thường cũng đã sóc lên tới 65 dân rồi. Không thể hiểu nổi. Không hiểu game thủ này sẽ học trường nào. Lên cung A tôi biết mà. Vâng, 65 dân thì lấy luôn ra quân ở thời điểm này. 65 dân thì không có quân đâu. Bây giờ đẩy thẳng tay. Vâng, ốp thẳng tay luôn. Trong nhà tôi nghĩ là Tham Lai Vô Thường cũng có khoảng một kích cung A trong nhà đây. Để ý tên chém đi. Nó một phải để ý đảo thôi. Không được rồi, feed rất nhanh. Sang đây. Vâng, BB cũng chết rất nhiều dân rồi, không hiểu. BB không phải cái tên thường thấy, các bạn thấy là như vậy. Không phải thường thấy BB một người rất tỉnh, nhưng sao bây giờ thì một mã dân chết rồi mà em không biết gì. Ô quýt. Hơi ảo. Vâng, tỷ số là xuống ngắn xuống còn 2-1 cho bên phía liên quân.